mũi 6 mua máy tặng. Đây là một mũi 8 của Makita. Mình sẽ thử luôn cả hai mũi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thử cái mũi của máy tặng trước. Ở đây mình cho mũi cục gặp ra trước. Cái cục điện này có bộ thì nó ngon hơn, nó nhanh hơn á. Nó không có như cái này. Cái đây thì nó khá là ngọt. Bây giờ mình sẽ thử cái cục điện lớn. Để khoan thêm một lỗ nữa. Giờ mình sẽ đổi qua mũi ha. Mũi 8 của mũi này là mũi của Makita. Ngon hơn. Giờ mình sẽ khoan thử qua cái trụ bê tông này. Hai cái lỗ cũ của cái mũi 6 giờ mình khoan vào cái bên mũi 8. Bên cái cục điện này.
mình mới đổ cục pin khác, cục pin hồi nãy hết rồi. Hồi nãy mình khoan đây tự nhiên máy nóng quá nó tắt. Xin chào bạn Nguyễn Thiên ha. Thì sau khi mà test thử á, thì mình thấy cái mũi 6 á, thì khoan cũng được thôi. Và cái tỷ lệ mà khoan liên tục á, pin rất là nóng, máy cũng rất nóng. Và cái pin tuột nhanh, rất nhanh. Mà mình nghĩ là chắc một cục pin vậy thì khoan chắc tầm 20 lỗ trở lại à. Nếu mà bạn đem theo 2 cục á, thì có thể khoan 40-50 lỗ gì đó, tùy theo cái cách khoan của mình á. Thì nếu mà đem hai cục sạc theo nhà sản xuất báo thì cục sạc đó sạc đầy thì khoảng chừng 40 phút à. Cái mũi 8 á của Makita, nếu mà bạn khoan nhiều ở công trình thì mình nghĩ là nên đầu tư cái mũi tốt, chắc mũi Makita đi. Mình thấy mũi ta khoan ngọt hơn. Máy mà mình nãy mình khoan chừng một mũi, mình khoan chừng 6 lỗ. 6 lỗ thì bắt đầu là nó hơi nóng. Cái đoạn đầu của clip á thì mình thấy mình kiểm tra là cục pin nó báo là có hai gạch đây, hai cái đèn sáng đây, mà mình cũng khoan mấy ngày rồi mình không để ý lắm. Cứ thấy còn hai gạch thì cứ nghĩ là còn pin, thực sự ra mới khoan có mấy lỗ thì nó lại hết pin mất tiêu rồi, nên nó hơi chậm. Nhưng mà khi mà thay qua cái cục pin mới lại á thì khoan ngọt lắm, nhanh. Mũi 8 có thể khoan lúc luôn cái cục điện như trong clip bạn thấy được. Nếu mà làm trên cao vẫn thích sự gọn thì mình nghĩ chắc được. Trên cao chắc cũng không khoan nhiều lắm đâu, ngày chừng mấy chục lỗ như vậy là mình chắc là rất là nhiều rồi. Cảm ơn bạn, nếu mà bạn có thắc mắc cần gì mình giải đáp nữa thì cứ comment cho mình nha.